One historical reconciliation may happen between all Christian. Vamos al Líbano porque hace escasos momentos la organización islámica en el aire la emisión estelar de Noticias Globovisión. Mariana Martínez Rodríguez. Mariana. Muy buenas noches, Juan y Lazara, quienes nos sintonizan a esta hora en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Vamos a revisar de inmediato las informaciones que se registraron el día de hoy. Comenzamos y lo hacemos con nuestros titulares y la Cancillería panameña, que manifestó su intención de reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. También la Comisión Europea reiteró la disposición para mejorar las relaciones entre España y Venezuela, mientras que la Cancillería de la República instó a la Unión Europea a desbloquear los fondos del Estado venezolano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, denunció presuntos ataques al Poder Judicial venezolano. El viceministro para América Latina y el Caribe, Alexander Llanes, rechazó las acciones del actual encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda. Panorama complicado. Venezolanos en Trinidad y Tobago señalan que salud y educación son los retos más grandes que enfrentan en la isla. Excelencia periodística. El galardón Emperador Internacional 2019 reconoció la objetividad y equilibrio de Noticiero Venevisión, así como el profesionalismo de sus periodistas Sol Vargas, Elías Hernández y María Guarapano. Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 12 y 2 minutos del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenos días, Gregorio Rojas, José Adrián. Estamos listos para compartir con ustedes toda la información del día y comenzamos de inmediato. Nos levantamos de esa mesa por el intento del diputado Guaidó de entregar el Esequibo. Hasta que no rectifique su pretensión de entregar el Esequibo, seguimos levantados de esa mesa de diálogo. Ejecutivo venezolano exige rectificar sobre el territorio Esequibo. Ban ngày thì đi làm, tối đến lại sẵn sàng hỗ trợ người bị nạn tại điểm nóng giao thông trên quốc lộ. Những hiệp sĩ bóng đêm tại Đồng Nai đang thực sự là một điểm tựa cho người dân nơi đây. Không biết nói diễn tả như thế nào về cái tấm lòng của các em như vậy.
biết rằng rất là nguy hiểm nhưng mà các em vẫn làm. Gần 2 triệu người Ấn Độ không có tên trong danh sách đăng ký công dân của nước này. Thông tin đang gây hoang mang cho nhiều người dân tại đây. Chúng tôi đã nộp đầy đủ giấy tờ, nhưng cũng không rõ vì sao tên con dâu tôi lại không có trong danh sách. Chắc chắn là tôi sẽ khiếu nại. Đội tuyển Việt Nam đã tới Thái Lan và người Thái cũng đã sẵn sàng cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5 tháng 9 tới với bản danh sách 23 cầu thủ. Đội tuyển xe tăng Việt Nam và hành trình lập nên kỳ tích trên thao trường Hội thao quân sự quốc tế, dấu ấn ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đã vừa điểm qua những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ là những tin tức nóng trong nước và quốc tế chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. Chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin tối ngày 9 tháng 9 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi và nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông Châu Phi nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe với trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc, Việt Nam đang hợp tác cùng nước bạn trong truy xuất nguồn gốc nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc trước đề xuất thành lập thêm Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương và khẳng định chưa đưa Nghị định 163 vào luật chứng khoán. Hôm nay hàng nghìn học sinh vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng Bình dự lễ khai giảng muộn trong niềm vui hân hoan. Người dân Hà Nội chờ đợi các ngành chức năng sớm công bố thông tin rõ ràng, minh bạch sau vụ cháy công ty Rạng Đông để có giải pháp bảo vệ sức khỏe cho hàng nghìn con người. Chuyện trong ngày tối nay sẽ đề cập chi tiết nội dung này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tối 9 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة رأس اجتماع للمكتب الدائم للأمانة وفي جدول الأعمال عديد القضايا الداخلية والخارجية. معتقل سياسي صحراوي ضمن مجموعة إكديميزيك يشرع في إضراب إنذاري عن الطعام وسط تدهور خطير في الأوضاع السجنية لباقي المجموعة. وفي النشرة صفحة خاصة حول المباحثات التمهيدية الأخيرة التي احتضنتها جنيف بين جبهة البوليساري والمغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة.
مرحبا بكم، هذه نشرة الأخبار المحلية من قناة اليمن. One Zambia, One Nation. Good evening. Welcome to the news on ZNBC TV. My name is Chilufya Mwelwa, and on Sign Language tonight is Pastor Johannes Getana. Our top stories in the news this hour. President Edgar Lungu has called on newly appointed permanent secretaries to ensure prudent utilization of public resources. Government says it will use the SADC organ Troika on politics, defense and security regarding the attacks of foreigners in South Africa. Energy Minister Matthew Nkua says the country will next week start importing power from Eskom, South Africa. And coming up in sports news, football analyst Ruben Kamanga has urged the under-23 national football team technical bench to improve the back line, which looked porous during the Zambia-Congo-Brazzaville game. And now the news in detail. One Zambia, One Nation. A warm welcome to the TV2 Main News. Let's look at stories making headlines this evening. One suspect has been arrested in connection with the cutting down of power pole lines in Dudumwenze in Southern Province. Also coming up in the news, Deputy Secretary to Cabinet Christopher Mpunga has been involved in a road accident involving three vehicles in Livingstone, Southern Province. And coming up in foreign news, four Turkish nationals have been rescued a week after being abducted by gunmen in Nigeria's western state of Kwara. With the news in detail, my name is Chiwanza Nachalwe. Watching us from tonight, we welcome you to the main news on ZBC TV. I'm Vicky Mlila. Apologies, we'll not be able to bring you sign language tonight. The headlines. ZANU-PF calls on President Robert Mugabe to step down. In business, Zimbabwe is spending $250 million per year on soya bean imports. When we look at sport, Harare City climbs to the apex of the Netball Super League log. Thank you for watching the main news tonight. In our first story, eight of ZANU-PF's 10 provincial coordinating committees have called on President Robert Mugabe to step down as president of Zimbabwe